Rồi, cô mời Hoàng Hữu Quân nha. Cô mời Hoàng Hữu Quân mở 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 cam rồi mở mic nha. À, chia sẻ cùng với các bạn nào. Quân Ừ. em ở Rồi, Hữu Quân giới thiệu về mình đi cho các bạn là được biết thêm về mình nào. Xin chào tất cả các bạn, mình tên là Hoàng Hữu Quân, năm nay mình 11 tuổi, ba từ để nói với mình là vui vẻ, thông minh và hòa đồng. Xin tất cả các bạn hãy cổ vũ cho mình nhé. À, mọi người cổ vũ cho Hữu Quân nha. Hữu Quân Yes. ơi, vừa rồi Hữu Quân có làm bài thu hoạch không? Làm bài thực hành không? Dạ em quên làm ạ. Quên làm mất rồi. À, thế vậy thì cái việc học tập của mình có nhiều không? Khá nhiều ạ. Khá nhiều mà quên luôn, không làm bài tập luôn. Rồi bây giờ cho câu hỏi này. À, hôm trước mình đã học về cái phương pháp liên tưởng liên kết để mình học từ vựng tiếng Anh đúng không? Rồi, Vâng ạ. Hữu Quân còn nhớ các cái từ vựng tiếng Anh hôm trước mà cô và các bạn cùng học không? Dạ em nhớ sương sương ạ. Đây, bây giờ thì cô sẽ mời Hữu Quân sẽ nhắc lại những cái từ đó hoặc là những cái câu chuyện để mình ghi nhớ những từ đó nha. Là được nhiều thì được, đều rất là tốt luôn ha. Và cô mời Quân. Thưa cô, từ thứ nhất là ai? Là con mắt ạ. Đây, nhìn nữa nào. Sau sau đờ là cái vai ạ. Bon là cục xương. Cave là cái hang động. À, cái đầu là gì nhỉ? Heat À. là cái đầu ạ. Ừ, rồi cái bác sĩ thú y là gì nhỉ? Vet. À, vest. Bài lỗ tai. Nào nhớ câu chuyện. Here. Ừ, Here. đúng rồi, đã rất là tuyệt vời. Thế là Hữu Quân đã nhớ được các cái từ vựng tiếng Anh đó rồi đấy. À, rất là cảm ơn Hữu Quân nha. À, rất là tốt. À, như vậy là Hữu Quân vừa đọc lại một lần nữa là Hữu Quân sẽ nhớ luôn các cái từ vựng đó đó. Cho nên là các bạn biết không, sau khi mình học xong rồi nhá, là mình sẽ phải ôn lại nó nha. À, đúng ra là các bạn sẽ phải ôn sau một ngày ấy nha. Nhưng mà tới hôm nay thì là sau chắc 3 4 ngày đấy nhỉ, thì nó sẽ là lần ôn thứ ba đấy các bạn nha. Rồi, rất là cảm ơn Hữu Quân nha. Rồi, cô mời một bạn nữa nha. Bạn nào có thể là nhắc lại những từ vựng tiếng Anh hôm trước mình học, và đặc biệt là có bạn nào nhớ cái câu chuyện để mà ghi nhớ những cái từ vựng tiếng Anh đó không? Nếu mà ai nhớ thì các bạn hãy giơ tay nha. Nào, có mời Thảo Nguyên đi. Thảo Nguyên ơi, mời Thảo Nguyên nào. Thảo Nguyên bật mic nào. Thảo Nguyên nhớ được cái từ nào, nhớ được câu chuyện nào thì hãy nói câu chuyện đó, không nhất thiết phải hết nha. Cô mời Thảo Nguyên mở mic, mở cam. Mở cam luôn á cô. Mở cam luôn á cô. Mở cam luôn, trời ơi, mở cam luôn, các bạn mới 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 thấy và nó mới có cái năng lượng chứ. Con không nhớ. Con quên xương. À, bây giờ ha, bây giờ cô sẽ hỏi thôi, cô hỏi từ nào thì là nếu mà Thảo Nguyên nhớ thì mình sẽ nói, còn nếu mà mình chưa nhớ thì tí cô sẽ cô sẽ gợi ý cho ha. Rồi Thảo Nguyên nhớ là cái đầu của mình ý, nó là câu chuyện gì không, nó là cái từ gì không? Cái đầu á cô. Đó là câu chuyện gì? Gì quên đi gì À, cái gì nó ở trên đầu của mình nhỉ? Có cái cọng gì trên đầu? Câu chuyện là có cọng gì trên đầu nhỉ? Hẹ đúng không? Hẹ dơ trên đầu đúng không? Dạ. Cái hẹ dơ trên đầu thì cái từ đầu của mình là từ gì nhỉ? Tiếng Anh là gì? Từ từ coi. Đúng rồi, hẹ. Đây. Head.
Tai, đúng rồi. Đây, mắt. Mắt của mình là câu chuyện là gì nào? Nguyên còn nhớ không? Dạ. Ai là gì? Mắt tôi nhìn thấy ai đó từ phía xa. Ừ, mắt tôi nhìn thấy ai đó từ phía xa. Rồi. Đó, vậy thì từ tiếng Anh mắt là gì? Ai. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo. À, tai. Tai thì tiếng Anh là gì? Câu chuyện là gì? Câu chuyện là gì nhỉ? Con gì nó làm gì vào tai mình? Con sâu. À, cái con gì mà nó làm gì vào cái lỗ tai của mình nhỉ? Con gì nó y vào cái lỗ tai của mình, cho nên là lỗ tai của mình từ vựng tiếng Anh là gì? Ear. Đúng rồi, ear. Đây, tiếp theo. Cái vai. Cái vai của mình câu chuyện là gì? Vai à? Dạ, từ từ. Trên vai. Trên vai của mình có hình ảnh cái gì hôm trước mình học nhỉ? Có cái con gì nó ở trên vai của mình? Con sâu đo. Con sâu đo nó bò trên vai của mình rất là ghê đúng không? Rồi, và đi từ tiếng Anh của mình là gì? Soda. Đúng rồi, soda. Rồi, tiếp theo. À, còn nhớ từ nào nữa không? Thằng Hiền. Khúc xương. Khúc xương. Khúc xương thì là gì? Là nó là từ chữ viết tương tự ấy, chữ viết tương tự nó là cái chữ gì? Bò né đúng không? Bò né. Bò né mà khi mình đọc ấy tiếng Anh thì là gì nhỉ? Bòn. Đúng rồi, bòn. À rồi. À tiếp theo là cái gì nhỉ? Cái hang động. Có nhớ cái câu chuyện của hang động không? Và cái từ hang động được viết như thế nào? Động là câu chuyện là trong hang động thì có những con cá nó thường vẽ đúng không, cá nó vẽ cho nhau đúng không? Dạ. Rất là đẹp. Thì cái từ hang động nó sẽ là, à đọc là gì nhỉ? Cave. Rồi, rất là tuyệt vời. Rồi, còn từ gì nhỉ? Bác sĩ thú y, nhớ không? Bác sĩ thú y. À, bác sĩ thú y là, à biết là gì? À, nó giống cái từ tiếng Việt của mình là gì nhỉ? Là con gì nhỉ? Là từ. Là con vẹt đúng không? À, là cái từ vẹt á. À, từ giống như từ tiếng Việt của mình ý. À, chữ viết tương tự ấy, đúng không? Và câu chuyện là gì? Chuyện là gì con quên cô. Câu chuyện là bác sĩ thú y chữa bệnh cho con gì? Con vẹt. Không. Câu chuyện là bác sĩ thú y chữa bệnh cho con vẹt, nó bị thương. Đó, và con vẹt đấy, nó được bác sĩ thú y chữa bệnh cho nó thì nó cảm ơn, nó biết nói, nó rất thông minh và nó nói là cảm ơn bác sĩ. Đó. Thì vẹt là cái từ là từ chữ viết tương tự nha. Còn khi mình đọc thì mình đọc là gì? À pet. Không, pet. Pet. Không. Đây. À bạn Tô Minh Nguyên là cô ơi cho em hỏi sao hôm nay 26 tháng 10 mà học 23 tháng 10 là hôm thứ bảy ấy em, hôm thứ bảy học rồi nha. Hôm nay cô ôn lại cho các bạn thôi. Tô Minh Nguyên hôm thứ bảy không học. Hôm nay cô không nhìn thấy Tô Minh Nguyên. Tô Minh Nguyên hôm thứ bảy làm gì bận đúng không? À. Đây, và cái phần này thì Tô Minh Nguyên mọi lần cô có dạy ở khóa 2 rồi đấy, Tô Minh Nguyên học rồi đúng không? Tô Minh Nguyên còn nhớ những từ vựng tiếng Anh này không? Tô Minh Nguyên. Cô cảm ơn Thảo Nguyên nha. Thảo Nguyên thuộc ở đấy. Và vừa rồi cô và Thảo Nguyên vừa ôn lại ấy, cô nghĩ rằng là sau buổi ngày hôm nay chắc chắn là Thảo Nguyên sẽ thuộc các từ vựng tiếng Anh đó. Đúng không Thảo Nguyên? À, Thảo Nguyên tắt mic rồi. Rồi. À đúng rồi, đó là mình ôn lại một lần nữa là chắc chắn các bạn thuộc và sau này các bạn sẽ thuộc luôn những từ vựng tiếng Anh đó đấy nha. Rồi cảm ơn các bạn nha. Còn ai thuộc nữa không ta? Có bạn Thanh Ngân này, Thanh Ngân giơ tay nè. Cô mời Thanh Ngân nha. Có Thùy Hương luôn. Dạ thưa cô, là thứ bảy cháu mắc ho, học chính chưa nên cháu không học được quá. Ờ thế à, vậy là thứ bảy là con văn toán ngày ba nó cố dài thì cháu cũng đã tiếp được kiến thức rồi con ạ. Ừ,
Vậy là dạ. Tiếc quá nhỉ. Thứ bảy này về lại không học được. Thế là một tuần con học được có một buổi thôi đúng không? Dạ. Rồi có gì cô sẽ đưa cái bài giảng lên YouTube, sau đó thì cô sẽ gửi vào nhóm của mình cho các bạn học lại nhé. Tại vì thứ bài cháu mắc thôi chứ con là cháu vẫn rảnh đó, ra chân đột xuất cho con ạ. Ừ, rồi. Ừ, rồi. À, giờ cô biết rồi nha. Rồi Thùy Hương, cô mời Thùy Hương mở mic nào. Dạ, chào cô và tất cả mọi người. Ừ. Con tên là Lê Nguyễn Thị Hương, năm nay con 11 tuổi. Ba từ khó nói về con là trung thực, hiếu thảo và tự tin. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Đây, tuyệt vời, mọi người cổ vũ cho Thị Hương nha. Thị Hương ơi, Thị Hương, con còn nhớ được các cái từ vựng tiếng Anh hồi trước mình học không? Dạ có. Rồi, cô mời Thị Hương hãy đọc những cái từ đó nha. Dạ, cô là Bed, shoulder. À, shoulder, right. Đây. Cô đã thấy là Thùy Hương đã thuộc rồi đấy. À, và cô còn thấy Thùy Hương là đã ứng dụng vào để nhớ được từ vựng tiếng Anh, sau đó thì quay cái clip gửi cho cô nữa, rất là tuyệt vời luôn. Rồi cô hỏi Thùy Hương nè là ngoài cái từ vựng tiếng Anh con học đó thì con đã có học thêm không? Con có bữa hôm giờ con có ứng dụng để con học thêm từ vựng tiếng Anh nữa không? Dạ có. Ừ, tới nay thì con đã ứng dụng và nhớ được mấy từ vựng tiếng Anh rồi? Dạ con nhớ được. Mới sáng nay con học là có năm từ vựng tiếng Anh. Và con nhớ được hết năm từ vựng à. Hay quá ta. Giỏi quá ta. Rồi cô chúc mừng Thị Hương nha. Rồi dạ. Các bạn ơi, còn các bạn khác thì sao? Các bạn chúng ta có ai ứng dụng và ghi nhớ được từ các từ vựng tiếng Anh trong chương trình của mình không? À, như bạn Giang Nguyễn hôm trước chia sẻ cho mình ý, là mỗi một ngày chúng ta chỉ cần học 5 từ vựng tiếng Anh thôi nha. Đặc biệt là nếu các bạn học theo cái phương pháp liên tưởng, kết nối và kể chuyện như thế này thì là các bạn chúng ta sẽ nhớ được các cái từ vựng nó rất là lâu luôn ha. Và lưu ý là các bạn chúng ta phải ôn lại nha. Và trước khi vào phần bài học ngày hôm nay ý, thì cô sẽ giới thiệu cho các bạn và chia sẻ với các bạn là làm sao để chúng ta có thể ghi nhớ được các cái kiến thức nó được lâu hơn và nó giúp cho các bạn ấy đưa cái trí nhớ ngắn hạn trở thành cái trí nhớ dài hạn. Đó là cái hôm trước mình học về từ vựng tiếng Anh ấy thì các bạn chỉ học một lần thôi, nghe một lần thôi thì cái trí nhớ đó ta gọi là trí nhớ tạm thời hay còn gọi là trí nhớ ngắn hạn. Vậy thì để mà chúng ta có thể đưa những cái kiến thức đó trở thành cái trí nhớ dài hạn hay còn gọi là trí nhớ vĩnh viễn, trí nhớ tạm thời và trí nhớ vĩnh viễn á, thì chúng ta sẽ phải làm như thế nào? Thì cô mời các bạn chúng ta cùng quan sát màn hình của cô nhé. Cô sẽ mở cái màn hình chia sẻ và hướng dẫn cho các bạn cái cách để chúng ta đưa trí nhớ ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn. Các bạn chờ cô một chút xíu. Cô sẽ chia sẻ cái file. Rồi, các bạn cho cô hỏi là cái bài học hôm trước ấy, sau khi mình học cái từ vựng tiếng Anh ấy, thì có bạn nào ôn không? Bạn nào có ôn thì các bạn hãy đánh vào ô chat cho cô số 2. Còn bạn nào không ôn thì chúng ta đánh vào ô chat cho cô số 0. Bạn nào có ôn thì đánh vào ô chat cho cô số 2 nhá. Còn bạn nào không ôn thì đánh vào ô chat cho cô số 0.
như Quỳnh không, Phúc không, Hoàng Quân không, Ngọc Mai, Phương không, Thiên Ân không. Rồi, rất nhiều bạn không luôn. À, như vậy thì các bạn biết tại sao mà mình lại hay bị quên không? Ừ? À, các bạn có biết tại sao mà mình học bài xong rồi cái hôm mà mình học ở trên lớp mình nhớ? Mình có thể học các cái bài ở trên lớp mới là cùng với lại các thầy cô với các bạn là mình đã nghe các thầy cô giảng mà mình nhớ kiến thức đó rồi. Đặc biệt là khi mình học các cái môn toán lý hóa mà mình thuộc công thức rồi. Mà để qua khoảng một tuần hoặc hai tuần sau mình làm cái bài tập có liên quan đến cái công thức đó mà mình quên mất ấy. Hoặc là có những bạn học bảng tủ chương ấy, là trong hôm nay mình học, mình thuộc, nhưng mà vài hôm sau mình đọc lại thì mình lại quên. Các bạn có biết lý do tại sao không? À, đó là lý do các bạn chúng ta không ôn lại đấy nha các bạn nha. Vừa nãy cô thấy các bạn chúng ta đánh vô chat là đều là các bạn không ôn lại hết. Chính vì vậy mà chúng ta mới dẫn tới tình trạng là chúng ta bị quên kiến thức nha. Nhớ thì nhanh nhưng mà không ôn nên nó quên hết. Đó. Thì các bạn đã học về khám phá bộ não rồi chúng ta các bạn nhé. Thì bộ não chúng ta ấy, nó có những cái bí mật và chúng ta phải hiểu được bộ não chúng ta để chúng ta áp dụng vào việc học tập nhé. Thì đây, các bạn quan sát trên cái màn hình của cô nè. Đây là một cái biểu đồ ha, biểu đồ cho ta thấy được tại sao mà chúng ta lại bị quên ha, tại sao chúng ta bị quên. Đó là khi chúng ta đi học thì cái kiến thức mà chúng ta học lần đầu tiên ấy, nó sẽ giúp cho chúng ta có thể là ghi nhớ được khoảng 90% nha các bạn nhé. Đây này, khoảng 90%, 80-90%. Tuy nhiên sau khoảng 10 đến là một tiếng sau là các bạn chúng ta có thể sẽ bị quên kiến thức đó đi, chỉ còn lại khoảng vài chục phần trăm thôi, 20%, 30% thôi nha các bạn nhé. Và cái kiến thức mà các bạn chúng ta học đó, nếu các bạn không ôn lại lần nào, giống như là cái tiếng Anh hôm trước mình học ấy, mà các bạn không ôn lại ấy, thì cái kiến thức mà các bạn hôm đó các bạn đã nhớ được 80-90% rồi mà mình không ôn lại ấy, thì nó chỉ còn 20% thôi các bạn nhé. Nó chỉ còn 20% thôi. Đây này các bạn, là cái ô màu xanh đây này, cái ô đầu tiên màu xanh ấy, màu xanh xanh da trời đây này nhá, là các bạn học một lần nhớ được 70-80% mà mình không ôn lại ấy, thì nó từ từ nó sẽ quên đi cái trí nhớ đó. Nó chỉ là cái trí nhớ tạm thời thôi và nó chỉ còn 20% nhá. Thế thì các bạn chúng ta sẽ phải ôn lại cái kiến thức đó lần đầu tiên là sau khi mình học xong khoảng 10 phút ấy, thì các bạn chúng ta sẽ nhớ được 20% nhá. Đó. Rồi lần thứ hai các bạn sẽ phải học lại nữa, ôn lại nữa là sau một ngày nhá, sau 24 tiếng đồng hồ. Đó, sau 24 tiếng đồng hồ thì các bạn phải ôn lại cái kiến thức đó. Giống như hôm trước mà chúng ta học tiếng Anh đó nhá, thì chúng ta ngủ dậy nè, xong ngày hôm sau đến trưa là các bạn chúng ta là phải nhẩm lại rồi nhá. Thì khi các bạn nhẩm lại như thế thì cái kiến thức đó nó sẽ lên được, nó giúp chúng ta ghi nhớ được khoảng 40% là cái màu đen này này các bạn này. Đó. Nó sẽ giúp cho nhớ được 40% nhá. Đó. Rồi, sau một tuần sau nhá. Một tuần sau ấy thì các bạn chúng ta lại tiếp tục nhẩm lại nữa, học lại nữa. Thì cái kiến thức đó các bạn có thể sẽ nhớ được là khoảng 60% nhá, 60%. Giống như hôm nay ấy, hồi nãy cô hỏi các bạn ấy là bạn là Quân thì nhớ, cô nghĩ là Quân lúc nãy nhớ chắc được khoảng 50-60% đấy, Quân nhớ tương đối tốt. Còn Thảo Nguyên thì cô gợi ý hơi nhiều nên Thảo Nguyên thì chắc nhớ khoảng 50% thôi. Còn Hữu Quân lúc nãy thì nhớ được, cô nghĩ chắc khoảng 60-70% là do Hữu Quân có cái trí nhớ tốt. Còn có nhiều bạn ấy thì là các bạn ấy sẽ bị quên hết rồi ấy, không nhớ nữa ha, quên hết rồi. Thế thì vừa nãy chúng ta ôn lại ấy, thì bây giờ Hữu Quân có thể nhớ được gần 100% rồi đấy nhá. Đó. Rồi sau một tháng nhé các bạn nhé, một tháng chúng ta lại nhẩm lại kiến thức đó, mình ôn lại, mình kiểm tra lại xem, thì chắc chắn các bạn cũng sẽ quên. Và chúng ta ôn lại một lần nữa thì kiến thức đó của chúng ta nó sẽ ghi nhớ được khoảng 80% nhé. Và sau 3 tháng các bạn ôn lại thì kiến thức đó nó sẽ nhớ được trong cái bộ não chúng ta khoảng 90% đến 100% nhé. Thì đó là cách chúng ta học để đưa các cái kiến thức đó nó trở thành những cái trí nhớ dài hạn hay là trí nhớ vĩnh viễn nhá. Và giúp cho chúng ta là nhớ được kiến thức
để mà tham gia vào những cái kỳ thi. Còn nếu mà các bạn cứ học mỗi một lần một thôi rồi các bạn không ôn lại thì các bạn quên hết ngay, tới khi đi thi thì rõ ràng là mình không thể hà thể làm bài được rồi, phải không? Hoặc là những cái kiến thức của chúng ta nó có cái sự liên kết nhá. À, kiến thức hôm nay nó sẽ cần cho cái kiến thức của ngày lớp sau, của những cái thời gian sau mình học cao hơn thì mình cần phải có cái kiến thức nền tảng ha. Đó thì chúng ta phải ôn 5 lần nha, học 5 lần nha. Thế thì các bạn chúng ta phần lớn là mới học có một lần thôi cho nên là rõ ràng là nó quên là phải rồi. À, nó quên là đúng rồi. Ha. À, đó. Đây, bây giờ bạn nào có thể giơ tay cho cô biết nào để đưa trí nhớ ngắn hạn trở thành trí nhớ dài hạn thì chúng ta sẽ phải học mấy lần? Đó là trong những cái mốc thời gian nào? Nha. Cô mời một bạn sẽ trình bày giúp cô để cái bảng ở đây cho các bạn trình bày nha. Các bạn nhìn và các bạn trình bày. Cô thấy có 5 bạn giơ tay đấy. Nào, những bạn nào giơ tay đâu rồi? Rồi, cô mời bạn làm Như Huỳnh Trúc Anh. Cô mời Như Huỳnh Trúc Anh nha. Dạ cô, để mình nhớ được ở bệnh viện và già hạn luôn thì mình có học 5 lần à. Ừ, rồi 5 lần. Các bạn xe bàn tay lên dùng cô nào. Xe bàn tay lên có 5 ngón này. Đấy, 5 ngón nha. Có nghĩa là mình học 5 lần. Rồi, à Trúc Anh ơi, cho cô biết là lần thứ nhất là vào thời gian nào nào? Dạ cô, là 10 phút. Ở sau 10 đến 15 phút đúng không? Dạ. Rồi, lần thứ hai. Lần thứ hai là sau 24 tiếng. Ừ, là sau 1 Là sau 1 ngày. Đúng rồi. Rồi lần thứ ba. Lần thứ ba là sau 1 tuần. Sau 1 tuần là mình sẽ học lại. Đúng rồi. Rồi, tiếp theo, lần thứ tư. Lần thứ tư là mình 1 tháng sau mình sẽ học lại. Ừ, rồi. Và lần thứ năm là 36 tháng mình sẽ học lại nữa. Để cho nó học thuộc lòng luôn. Đúng rồi, rất là tuyệt vời luôn. Cô rất là tự hào về Trúc Anh. Trúc Anh ơi, con đã biết được kiến thức này lâu chưa? Hay là bây giờ cô chia sẻ con mới biết nhỉ? Nào, cô mời Trúc Anh mở mic nào. À, Minh ơi, đừng có điều khiển màn hình của cô Minh nha. Dạ thưa cô, là cái này trước khi em chưa có biết. À. Dạ hôm nay cô mới biết ạ. Trời ơi, giỏi quá. Như vậy là Trúc Anh ơi, hôm nay con biết rồi, các bạn đã biết rồi thì chúng ta hãy vận dụng cái kiến thức này nhá. Đây là kiến thức khoa học nhá. Kiến thức này được nghiên cứu dựa trên cái bí mật bộ não của chúng ta đấy. Để chúng ta ứng dụng vào để chúng ta học tập nha các bạn nhá. Rồi, cô cảm ơn Trúc Anh rất nhiều. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi. Thế là các bạn nhớ cho cô nha, hãy nhớ nha, nhớ là chúng đây là phương pháp lặp lại đấy, là phương pháp lặp lại nha, học 5 lần nha. Nhớ cho cô đi và nhớ bằng cái bàn tay của mình ý, hôm sau cô sẽ mời các bạn nhắc lại nha. Rồi, hôm nay thì chúng ta sẽ học sang cái nội dung đó là các bạn sẽ ghi nhớ chuyển đổi mã hóa số thành hình ảnh nhá. Chuyển đổi các con số từ 00 đến 99 thành hình ảnh. Thì đầu tiên thì cô sẽ mời các bạn chúng ta sẽ học cái bộ mã hóa của thầy Nguyễn Hùng Phong nha. Là bộ mã hóa thứ nhất ấy, là chúng ta sử dụng cái phương pháp là liên tưởng ấy, liên tưởng để chúng ta chuyển đổi nhá. Đó. Thì ở đây cái bảng đầu tiên này chúng ta sẽ cùng cô chúng ta học để ghi nhớ các con số chuyển đổi thành hình ảnh từ 00 đến 15 nha. Đây. Các bạn sẵn sàng chưa? Các bạn sẵn sàng rồi thì đánh một ô chat cho cô từ sơ sơ giúp cô coi. Nào. Đây, rất là tuyệt vời. Đó, sẵn sàng nha. Rồi. Thì để chúng ta học được các bạn thuộc được các cái con số từ 00 đến 99 thành hình ảnh ý. Thì các bạn chúng ta có nhiều cái cách lắm. Các bạn có thể là học bằng cái phương pháp là đọc đi đọc lại, lặp đi lặp lại nha. Tuy nhiên thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn cái phương pháp sử dụng cái phương pháp siêu trí nhớ để chúng ta học. Thì nó sẽ giúp chúng ta nhớ nhanh và nhớ chắc hơn, nhớ lâu hơn.
Thì các bạn đã học về phương pháp liên tưởng rồi, kết nối rồi đúng không? Cho nên là cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nhá, sử dụng chính cái phương pháp liên tưởng và kết nối đó cùng với phương pháp kể chuyện để mình ghi nhớ các cái con số chuyển đổi thành hình ảnh này nha. Đó. Rồi bây giờ thì cô mời các bạn chúng ta cùng cô ôn lại một xíu nha. Đầu tiên nè, là số 00 thì mình sẽ chuyển đổi thành quả trứng đúng không? À, số 01 thì chúng ta thấy nó giống cái cán của cây dù nên mình chuyển đổi thành cây dù đúng không? Rồi số 02 thì mình sẽ chuyển đổi thành hình ảnh là con vịt nha. Đây. Số 03 thì sẽ là hình ảnh của trái tim. Đây. Thế thì chúng ta sẽ ghi nhớ các cái con số tương ứng với hình ảnh này như thế nào. Thì bây giờ cô sẽ hướng dẫn cho các bạn nhớ bốn số này trước nha. Bốn số này trước. Đó. Đầu tiên thì các bạn chúng ta hãy dùng cái năng lực của bộ não mình ấy, là bộ não của mình thích liên tưởng các bạn nhé, thích tưởng tượng, thích liên tưởng. Sau đó mình sẽ liên tưởng tạo thành kết nối các cái bức tranh này tạo thành một câu chuyện các bạn nhé, tạo thành câu chuyện. Bây giờ thì có bạn nào ở trong lớp mình là có thể là liên tưởng kết nối để kể được câu chuyện liên quan đến hình ảnh quả trứng này, cây dù này, con vịt này và trái tim không? Cô nghĩ là lớp mình hình như có một số bạn đã học rồi ấy. À, có bạn nào có thể liên tưởng để kể được cái câu chuyện liên quan đến quả trứng là 00, cây dù là số 1, con vịt là số 2 và trái tim là số 3. Rồi, cô mời một bạn nha. Cô mời Thanh Ngân này. Thanh Ngân ơi, con mở cam lên nha. Giỏi quá, hôm nay có các bạn là đã biết rồi. Cô mời Thanh Ngân giúp cô nè. Con hãy liên tưởng là thể cô chuyện. Cô làm ok, chuyện là mẹ ơi, có người điện. Thanh Ngân có người điện rồi. Vậy thì cô sẽ chờ một xíu. Chút nữa cô sẽ mời Thanh Ngân kể cái câu chuyện sau nhé. Cô mời một bạn khác nè. Cô mời bạn làm cái gì Ngọc đây này, Khánh Ngọc. Cô mời Khánh Ngọc. Dạ em chào thầy cô và các bạn. Mình tên là Phan Khánh Ngọc. Năm nay mình lên lớp 5. Ba điều để nói về mình là nghe lời, hiếu thảo và chân thực. Mong mọi người cổ vũ cho mình. Tuyệt vời quá. Cổ vũ cho Khánh Ngọc nha. Rồi Khánh Ngọc ơi, con thấy con có liên tưởng và kết nối để tạo thành câu chuyện kể được về hình ảnh của bốn con số này không? Dạ em có thể kể được chuyện cô. Ừ rồi, Khánh Ngọc kể cho các bạn nghe nha. Dạ thưa cô, là em đang đi vào chuồng gà, em nhặt trứng thì em thấy một cây dù lật ngược lại, em thấy tiện quá em để trái trứng lên cây dù. Và sau đó em đi, em gặp một con vịt có in hình trái tim, em thấy hài và rất là dễ thương cho nên em đã đem về để nuôi và chăm sóc cho nó. Rồi, rất là hay câu chuyện của Khánh Ngọc. Các bạn đã nghe câu chuyện của Khánh Ngọc chưa? Là Khánh Ngọc đi lượm trứng này, đúng không? Khánh Ngọc đi lượm trứng chính là 00. Sau đó thì Khánh Ngọc thấy có một cây dù, đúng không? Sau đó thì Khánh Ngọc bỏ trứng vào cây dù. Và bỏ quả trứng vào cây dù. Thế là Khánh Ngọc đi thì Khánh Ngọc lại tiếp tục gặp một con vịt. Sau đó thì Khánh Ngọc thấy trên con vịt ấy có hình của một trái tim, có nghĩa là cái lông của con vịt ấy, đúng không? Nó có hình của một trái tim rất là dễ thương. Thế là Khánh Ngọc liền đưa con vịt về nuôi, đúng không Khánh Ngọc? Dạ. Hay quá. Rồi các bạn thấy không? Đó là Khánh Ngọc đã sử dụng cái trí nhớ, cái bộ não của mình ấy để liên tưởng đấy. Mình sử dụng cái phương pháp liên tưởng đó. Rồi mình kết nối những cái bức tranh với nhau tạo thành một câu chuyện, giúp cho mình ghi nhớ các con số này dễ hơn. Đây. Thế thì chúng ta hãy nhắm mắt lại này. Chúng ta sẽ liên tưởng này. Đầu tiên là đi nhặt trứng chính là 00 này. Sau đó thì nhặt trứng bỏ, thấy và có một cây dù, bỏ vào cây dù nè. Cây dù chính là số 01 này, đúng không? Sau đó đi vài bước nữa thì lại thấy một con vịt, thì con vịt chính là số 02 này. Đó, mà con vịt này thì trên lông của nó lại có hình một trái tim. Đó, thì trái tim chính là số 03. Vậy là chúng ta đã nhớ được bốn con số này rồi, đúng chưa? Các bạn nhớ chưa? Có ai nhớ bốn con số này chưa? Tương ứng với bốn hình ảnh này chưa? Nếu mà nhớ rồi thì các bạn
đánh bộ chat cho cô chữ R. Chữ R. Đây, cảm ơn các bạn. Bây giờ để mà thử xem là các bạn thật sự nhớ chưa thì cô sẽ mời một bạn thật là mới nè, đọc lại các cái con số này. Chắc cái phần này dễ quá đúng không? Thôi thì bây giờ mình học tiếp 4 số nữa nha, xong tí cô mới lại kiểm tra luôn ha. Rồi, mời các bạn tiếp theo. Đây, số 04 là cái ghế nè, 05 là trái táo, 06 là con ốc và 07 là cái rìu. Đó, bây giờ thì làm sao nó cứ nhảy thế nhỉ? Rồi, bây giờ thì cô mời các bạn chúng ta hãy tiếp tục dùng cái tiềm năng bộ não, tiếp tục liên tưởng, sau đó kết nối những hình ảnh cái ghế tới quả táo, tới cái vỏ ốc và tới cái rìu để chúng ta kể chuyện, để ghi nhớ 4 con số tương ứng với 4 hình ảnh này. Các bạn có thể là nối vào câu chuyện lúc nãy cũng được các bạn nha. Nối vào câu chuyện lúc nãy. Lúc nãy là mình đang thì bắt con vịt có hình trái tim ở trên lông ấy để nuôi rồi đấy. Bây giờ thì mình tiếp tục mình nối câu chuyện đó nha. Rồi, ai có thể kể được? Cô cho các bạn thời gian là 1 phút nha. 8 bạn giơ tay giỏi quá. Tuyệt vời quá. Nào, cô sẽ mời một bạn ha. Bạn là Nguyễn, bạn Gia Lâm gì đây này? Cô lại nhìn không rõ lắm, cô mở tiếng cho con này, bạn gái nè. Gia Lâm. Gia Lâm ơi, con mở mic nha. Dạ. Yeah. Con giới thiệu về mình đi. Con xin chào cô. Con tên là Nguyễn Trần Thiên Kim. Hôm nay con ba từ muốn nói về con là tự tin, thông minh, sáng tạo. Mong mọi người cổ vũ cho con. Rồi, mọi người cổ vũ cho Thiên Kim nha. Và Thiên Kim ơi, con có thể là liên tưởng để mình tạo thành một câu chuyện liên quan đến hình ảnh cái ghế, quả táo, cái vỏ ốc và cái rìu không? Dạ được. Rồi, con hãy kể cho cô và các bạn cùng nghe nha. Dạ, một buổi sáng em đang ngồi trên một cái ghế và ăn một trái táo ngon lành. Bỗng em thấy một con vỏ ốc sên, nó đang trú ngụ và lấy cây và thấy cây rìu. Em coi hết. Rồi, cô cảm ơn Thiên Kim. Câu chuyện của Thiên Kim cũng hay đấy. Nhưng mà Thiên Kim biết không, cái sự kết nối những cái bức tranh của mình nó chưa được liên kết lắm nha. Cô sẽ sửa câu chuyện của Thiên Kim như thế này này. Là một buổi sáng em đang ngồi trên ghế này, em ăn một trái táo. Sau đó thì đột nhiên em bắt đầu em bước xuống em đi thì em giẫm ngay phải cái vỏ ốc nha. Em có thể là mình sẽ tạo một câu chuyện nó hơi hấp dẫn một xíu nha. Là khi em ăn táo thì em xong thì em bước đi em chuẩn bị em vào học chẳng hạn thì em giẫm ngay vào cái vỏ ốc nha. Cái này là vỏ ốc nha chứ không phải ốc sên nha. Ốc sên nó sẽ nhầm với lại cái số 16 đấy. Em giẫm vào về vỏ ốc nha. Và làm cho em bị đau cái gót chân ha. Sau đó thì em đi một xíu nữa thì em lại bị đá phải cái cây rìu chẳng hạn, ví dụ vậy, làm cho cái chân em nó đau điếng chẳng hạn, ví dụ thế, thì sẽ giúp mình ghi nhớ được tốt hơn nhá. Cái việc mà mình sẽ liên kết ấy, mình liên tưởng để tạo câu chuyện nó có sự liên kết với nhau và nó có cái sự hơi có một cái sự đặc biệt một xíu ha, có một cái dấu ấn một xíu, có thể là cái dấu ấn vào bản thân mình ý, là mình có thể đụng chạm nó để nó tạo cho mình cái cảm giác sợ hãi hoặc là bị đau, chúng ta sẽ mới nhớ cái câu chuyện đó hơn nha. Đây, vậy thì chúng ta có thể kể là đang ngồi trên ghế này, em ngồi trên ghế này, sau đó thì ăn một trái táo này, sau khi em ăn trái táo thì em bắt đầu em đứng dậy em đi chuẩn bị đi học thì em lại giẫm ngay phải cái vỏ ốc, làm cho cái chân em rất là đau. Rồi em đang thì tiếp tục em đi nữa thì chẳng may em lại đá ngay phải cái rìu, làm cho cái chân của em nó đau điếng, ví dụ thế. Đó thì là giúp mình nhớ câu chuyện hơn nha. Rồi, bây giờ thì chỗ này thì bạn đã kể rất là tốt rồi. Tuy nhiên thì mình hãy nối cái câu chuyện trước với câu chuyện này nha. Mình nối câu chuyện trước với câu chuyện này. Là lúc nãy là mình cái kết thúc là mình bắt con vịt và mình nuôi, phải không?
mình bắt con vịt về mình nuôi. Sau đó thì mình với đi vô nhà và mình lên ghế, mình đi vô nhà, sau đó thì mình hoặc là mình bắt con vịt vào nuôi, sau đó thì mình ngồi trên cái ghế để nghỉ ngơi ha. Mình lên ghế mình ngồi để nghỉ ngơi và mình ăn một trái táo nhá. Ăn trái táo sau đó thì đứng dậy đi thì bị dẫm phải một cái vỏ ốc làm cho cái chân mình nó hơi tê, hơi đau. Và khi mình đi thêm vài bước nữa thì lại chẳng may đá ngay phải cái rìu làm cho cái chân mình lúc này đau thật sự luôn ha. Đó thì mình nối câu chuyện vào để mình ghi nhớ nhá. Đây, có ai nhớ được cái các con số này, con số từ 00 đến 07 chưa? Cô muốn mời một bạn mới học nha, một bạn mới học ấy, để mình nhớ câu chuyện này và mình ghi nhớ các con số với hình ảnh này nha. Còn những bạn mà chúng ta đã thuộc rồi thì cô sẽ không gọi đâu ha. Cô muốn gọi một bạn mà chúng ta mới học ấy. Rồi, 9 bạn giơ tay, tuyệt vời quá. Rất là nhiều bạn giơ tay luôn. Hoàng Kim. Hoàng Kim ơi. Hoàng Kim này chắc con có học rồi đúng không? À, Khánh An nữa này, Khánh An cô thấy hình như học rồi này. Để cô xem bạn nào mà chúng ta hôm nay mới học ấy. Cô mời Nhật Anh nào. Con thưa cô là... Nhật Anh ơi, Nhật Anh con giới thiệu về mình đi. Con mạnh dạn tự tin lên nha. Con chào cô nè, sau đó con hãy giới thiệu về mình nha. Con chào cô, con thật là Nhật Anh. Năm nay con lên lớp 4. Ba từ để nói về con là trung thực, hiếu thảo và tự tin. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Rồi, tuyệt vời quá. Đó, Nhật Anh đã tự tin rồi đấy, nói to rồi đấy nha. Rồi, Nhật Anh ơi, con đã học chuyển đổi số thành hình ảnh chưa? Bây giờ con mới học. Bây giờ con mới học hả? Rồi, nãy giờ ấy, qua cái phần hướng dẫn của cô, con đã nhớ câu chuyện chưa? Dạ. Rồi ạ. Ừ, bây giờ cô mời con hãy kể lại câu chuyện trước nha. Con hãy kể lại câu chuyện mà nãy giờ cô và các bạn cùng vừa học ấy. Nào, con kể thử cô nghe nào. Không phải con mới vô cô. Con mới vô. Con mới vô hả? Rồi con chưa có học, chưa nghe được cái câu chuyện từ 00 đến 03 hả? À vâng. Ừ, vậy là con mới nghe được câu chuyện là từ 04 đến 05 đúng không? Đến 07 đúng không? À vâng. Ừ, vậy bây giờ con hãy kể lại câu chuyện từ số 04 đến 07 dùm cô nhé. Dạ cô là có một người ngồi trên ghế ăn một quả táo, sau đó đi chuẩn bị đi học, dặm phải một vỏ ốc, bị đau, mình dặm phải vỏ ốc bị vỡ, sau đó bị đau biếng, hay là đi một đoạn nữa lại phải đá phải cái gì nên lại bị đau. Lại đau hơn nữa đúng không? Vâng. Rồi, bây giờ thì con có thể nhắm mắt lại rồi con đọc cho cô cái các con số tương ứng với hình ảnh được không? Nào, 04. Từ 00 đến 07 cô. Con có đọc được từ 00 đến 07 không hay là chỉ đọc từ 04 đến 07 thôi? 00 đến 07 con đọc được cơ. Ừ, vậy con nhắm mắt lại con đọc nha. 00 quả trứng, 01 cái dù, 02 con vịt, 03 trái tim, 04 cái ghế, 05 là quả táo, 06 là vỏ ốc, 07 là cái dù. Rồi, rất là tuyệt vời. Mọi người hãy vỗ tay cổ vũ cho Nhật Anh nha. Rất là tuyệt vời luôn. Rồi, cô cảm ơn Nhật Anh nha. Nhật Anh đã nhớ và chuyển đổi số rất là tốt rồi đấy. Rồi, cô mong là Nhật Anh sẽ tiếp tục học tập để mình có thể là chuyển đổi các con số từ 00 đến 99 nha. Rồi, nào còn bạn nào không? Bạn nào chúng có thể đọc được các con số từ 00 đến 07 không nhỉ? Cô mời Thanh Ngân nha. Thanh Ngân bây giờ thì hãy đọc các con số, không cần phải kể chuyện mà hãy nhắm mắt và đọc các con số cho cô nha, tương ứng với hình ảnh nha. Không. Rồi, Thanh Ngân ơi, con mở lại mic đi. Chào thưa cô, là thứ không đến là không bài cơ. Đúng rồi. Không, là quả chữ. Một là cái dù, hai là con vịt, ba là trái tim, bốn là chữ kế, năm là quả táo, sáu là vỏ ốc, bảy là chữ cái rìu. Rồi, rất là tuyệt vời.
À, Thanh Ngân ơi, thế vậy thì con đã học và chuyển đổi được tất cả bao nhiêu số sang hình ảnh rồi? Dạ, lớp cô là 15. Ừ, rất là tuyệt vời ha. Rồi, và con thấy cái cách mà chúng ta vừa học bằng cái cách liên tưởng, kết nối kể chuyện này thì có ghi nhớ được tốt không con? Dạ, có. Nhanh hơn đúng không? Dạ. Rồi, con đã ghi học nhớ được 15 số bằng cái cách nào? Dạ, lớp cô là... kể chuyện. À, cũng kể chuyện đúng không? Rồi, cô cảm ơn Thanh Ngân nha. Rồi, cô mời các bạn chúng ta tiếp tục nha. À, 08 người tuyết, 09 hươu cầu cổ, 10 con lợn và 12 cái thang. Bây giờ thì cô mời các bạn chúng ta sẽ tiếp tục liên tưởng, kết nối, kể chuyện để ghi nhớ các con số tương ứng với hình ảnh từ 08 đến 11. Nào, các bạn ơi, ai có thể liên tưởng để kể được câu chuyện này nào? Cô thấy đoạn bạn Đoàn Hân giơ tay nè. Đoàn Hân ơi, cô mời con mở mic nè, rồi mở cam nha. Và con hãy chia sẻ câu chuyện cho các bạn nha. Để đi con. Con chào cô. Con tên là Hoàng Thanh Ngân, ba tự ừ, để nói về con là hiếu thảo, dễ thương và hiền lành, xin mọi người hãy cổ vũ cho con. Rồi, tuyệt vời, rất là ba rất là tự tin. Rồi, con hãy bài cái chuyện một người tuyết đang leo lên lưng một con hươu cao cổ. Là con hươu cao cổ, từ đó con hươu cao cổ có thể thấy một con lợn đang trèo một cái thang. Rồi, câu chuyện là... Hân cho cô biết là câu chuyện này con nghĩ ra từ lâu chưa hay bây giờ con mới nghĩ ra? Đây, con nhìn như là con nghĩ ra liền. Ồ, hay quá. Mới nhìn cái là nghĩ ra liền luôn. Tuy nhiên thì là Hân biết không, cái cách mà con liên tưởng các hình ảnh này ấy, thì nó tốt rồi đấy, nhưng mà mình phải tạo làm sao có sự liên kết, cái sự hấp dẫn hơn một xíu nữa thì mình mới nhớ được lâu hơn nha. Rồi, bây giờ thì cô muốn mời một bạn khác này. Các bạn chúng ta có câu chuyện khác với lại bạn Đoàn Hân không? Cô mời Hữu Quân nha. Cô mời Hữu Quân để xem là cái sự tưởng tượng của Hữu Quân nó như thế nào. Dạ thưa cô, là có một người người tuyết đứng dưới chân một con hươu cao cổ, đồng thời ở đấy có một con heo đang tiến tới tiến tới rồi sao nhỉ? Có cái thang nè. Mình sẽ liên tưởng làm sao nó có cái thang. Nó đang tiến tới, con heo tiến tới và nó leo lên lưng của con hươu đi, mà nó không leo được, cho nên nó phải lấy cái thang để nó bắc lên, nó trèo lên lưng của con hươu, có được không nhỉ? Dạ. Cô nghĩ chắc cũng được đấy đúng không? Vâng. Rồi đó, thì là cái câu chuyện của mình nó có thể liên kết như thế cũng được ha. Có một người tuyết đang đứng dưới chân của con hươu cao cổ nè. Thế là cái con lợn nó tới, nó muốn leo lên lưng con hươu nhưng mà nó leo không được, nên nó lấy cái thang nó dựng lên để nó leo lên ha các bạn ha. Đó là chúng ta có thể liên tưởng để chúng ta tưởng tượng ra một cái câu chuyện nó hơi ly kỳ, hơi hấp dẫn một xíu là chúng ta sẽ nhớ được lâu hơn nha. Rồi cô xem có bạn nào có câu chuyện khác không nào, câu chuyện khác không, hấp dẫn không. Cô mời Lê Hoàng Anh, cô mời Lê Hoàng Anh mở mic và mở cam nha. Cô em tên là Lê Hoàng Anh. Hoàng Anh ơi, con mở cam lên nha. Rồi, đã thấy được bạn Hoàng Anh rồi. Hoàng Anh ơi, con giới thiệu về mình đi. Thưa cô, em tên là Lê Hoàng Anh, học sinh lớp 41 cô. Ba từ để nói về con là gì? Thưa cô là...
Con thấy con là người như thế nào? Con hãy chọn cho mình ba cái đặc điểm mà mình cảm thấy mình có ấy, để mình giới thiệu về mình nha. Con có chăm học không? Có rồi. Con có hiếu thảo với ba mẹ không? Có yêu thương ba mẹ không? Có rồi. Mình có biết giúp đỡ ba mẹ những việc làm nhỏ nhỏ trong nhà không? Có. Có thì có nghĩa là mình là cái người hiếu thảo đấy nha. Mình có thể giới thiệu là mình là người là chăm học này, hiếu thảo này. Rồi Hoàng Anh có thích thể thao không hay con thích một cái môn gì đó không? Em thích thể thao cô. Ồ đó, mình một cái từ của mình là mình có thể là giới thiệu cho mọi người là mình thích chơi thể thao chẳng hạn, ví dụ thế cũng được nha. Đó thì là cái cách là mình giới thiệu về mình ha, tìm ba cái từ để nói về mình nha. Đó. Rồi Hoàng Anh có thể giới thiệu lại nào. Thực cô là có cô là Hoàng Anh có thể kể được câu chuyện liên quan đến các hình ảnh từ số 08 đến số 11 không nhỉ? Cô là có một người tuyết muốn leo lên một con hươu cao cổ, xong rồi con heo cũng muốn leo lên, rồi con heo lấy cái hang, xong rồi con heo nó cũng muốn leo lên lưng con hươu nhưng mà nó leo không được, đúng không? Nó phải lấy cái hang nó mới leo lên được, đúng không? Rồi cô cảm ơn Hoàng Anh nha. Rồi cô mong là Hoàng Anh sẽ tiếp tục liên tưởng, sử dụng cái tiềm năng bộ não của mình để mình có thể liên tưởng thành những câu chuyện để mình ghi nhớ các cái hình ảnh của các con số này thật là tốt nha. Rồi tuyệt vời quá. Rồi bây giờ thì cô mời các bạn chúng ta sẽ cùng cô tiếp tục sang cái ghi nhớ bốn con số tiếp theo nha. 12 là hình ảnh con cá mập, 13 là hình ảnh con bướm, 14 là hình ảnh cánh buồm và 15 là hình ảnh túi tiền. Bây giờ thì cô mời các bạn chúng ta hãy liên tưởng để kết nối những hình ảnh này tạo thành câu chuyện để mình ghi nhớ những cái con số tương ứng với hình ảnh này nha. Rồi, cô mời các bạn chúng ta hãy cho các bạn một phút suy nghĩ nha. Sau đó chúng ta hãy kể câu chuyện liên quan đến các con số này. Rất là tuyệt vời luôn. Có một bạn tôi là ai? Có một bạn tên tôi là ai? Tên rất là hay luôn. Có giơ tay luôn. Rồi, cô mời bạn tôi là ai? Mở cam, mở mic nha. Mở cam, mở mic, chia sẻ câu chuyện. Con chào cô. Cô mở mic. Cô nhớ con là ai không cô? Bây giờ con phải mở cam lên cô mới nhớ con là ai chứ. Hình như đầu tiết con với cô có nói chuyện một tí nhỉ? Đầu tiết hả? Dạ. Hình như là con là học sinh cũ của cô, con đổi tên để cô gọi con. Gì đó hả? Trời ơi, đây là một cái bí mật, là một cái sáng tạo hơi bị hay đấy nha. Rồi, bây giờ cô mời con hãy mở mic ra đi, con giúp cô có thể chia sẻ câu chuyện này giúp cho các bạn học mới, các bạn có thể là biết câu chuyện và ghi nhớ được các con số này nha. Dạ. Rồi, con mở cam lên đi. Tô Minh Nguyên. Dạ thôi cô. Thôi gì mà thôi, đẹp trai mà. Mở lên cho các bạn. Không, em nào. Dạ thôi cô. Sao thế? Con mới đi cắt tóc với cái chú cắt tóc, chú cắt kiểu gì á cô? Bây giờ con hãy cắt mở lên cô xem, cô hỏi các bạn trong Zoom mình xem là có đẹp không. Nếu mà đẹp ấy thì là con phải tự tin, mà không đẹp thì lúc đấy con hãy cắt cam. Con mở lên xem nào. Rồi, bây giờ hàng để cái màn hình hơi thấp xuống một xíu để nhìn thấy hết khuôn mặt. Rồi, bây giờ cô mời các bạn chúng ta quan sát bạn Minh Nguyên. Các bạn cho cô biết là bạn Minh Nguyên có đẹp trai không? Nếu mà có đẹp trai thì đánh vào ô chat cho cô chữ số 5 ngay. No cô, đang số 4 cô. Ai cô cho số 5 đi, số 5 đẹp.
Đó, thấy chưa? Các bạn ai cũng bảo đẹp trai hết trơn á. Trời ơi. Đó, có ai nói xấu đâu. Cô cũng thấy đẹp trai nữa. Rồi, cảm ơn các bạn nha. Rất là tuyệt vời. Đây, cô mời Minh Nguyên hãy kể câu chuyện nào liên quan đến số 12, 13, 14, 15. Con thưa cô là có một con cá mập khổng lồ. Nó định há miệng ra đớp người dân ở biển. Thì có một đàn bướm bay ra và trọng con mấy cái đàn bướm lại bế một con thuyền. Trên con thuyền rất là nhiều túi tiền cô. À rồi. À có một con cá mập khổng lồ nó muốn ăn thịt người dân. Thế là xuất hiện một con bướm khổng lồ hả? Con bướm này nó lại mang một cái thuyền tới. Dạ không cô. Ý là trong miệng con cá mập lại có một đàn bướm khổng lồ. À trong miệng con cá mập có một đàn bướm khổng lồ. Dạ. Và sao nữa? Con bướm lại trong nó lại bê trong bụng cá mập ra một con thuyền. À. Và trong con thuyền lại có rất nhiều túi tiền khổng lồ. À vậy là cái này câu chuyện này hay nhỉ? Câu chuyện này là cái con cá mập này nó muốn ăn thịt người ta mà cuối cùng là nó lại cho người ta tiền đúng không? Dạ. Đó cuối cùng là con bướm nó đi ra rồi nó mang theo một cái thuyền trong bụng ra nè. Rồi xong lại còn có mang tiền ra nữa thì lại hay quá rồi, nó đâu có hại gì đến người ta đâu đúng không? Dạ. Rồi cái sự tưởng tượng của bạn tôi Nguyên rất là sáng tạo, rất là hay nhá. Thì các bạn biết không, chúng ta mỗi một người chúng ta sẽ có một cái tiềm năng khác nhau, có một cái suy nghĩ khác nhau, có một sự tưởng tượng khác nhau. Tuy nhiên thì nó đều là cái sự tưởng tượng của các bạn đều là cái sự tuyệt vời hết. Và các bạn chúng ta tưởng tượng làm sao thì chúng ta hãy ghi nhớ câu chuyện của mình như thế thì chúng ta sẽ nhớ được các cái con số tương ứng với hình ảnh nha. Rồi cô cảm ơn bạn làm Minh Nguyên. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ôn lại các cái con số này nha. Có một bạn em là ai ở trên kia nữa kìa. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ ôn lại các cái con số này. Chúng ta sẽ ghi nhớ lại 15 con số nha. Cô sẽ ghi nhớ lại 15 con số mình vừa học nha. Đây. Chúng ta sẽ ghi nhớ lại 15 con số này bằng cái câu chuyện chúng ta vừa kể đấy ha. Rồi. Thì cái câu chuyện chúng ta này mình kể theo 4 hình 1 cho nên là nó không có cái sự kết nối mấy ấy các bạn. Tuy nhiên thì các bạn chúng ta có thể là ghi nhớ từng cái câu chuyện một để chúng ta sẽ nhớ được các con số tới số 15 nhá. Mình ôn lại một xíu nha. Bây giờ ôn lại một xíu nè, là câu chuyện đầu tiên nè, là bạn này bạn đi nhặt trứng nè. Sau đó thì bạn ấy bỏ trứng vào một cái dù để ngược nè. Sau đó bạn ấy đi bạn gặp một con vịt. Và con vịt này ấy thì nó có cái hình trái tim ở trên lông của nó. À, câu chuyện thứ hai là có một bạn đang ngồi trên cái ghế và ăn một quả táo. Sau khi ăn xong rồi thì bạn ấy chuẩn bị đi học. Bạn bước vào, bạn bước đi thì bạn ấy giẫm phải một cái vỏ ốc làm cho cái chân bạn rất là đau. Sau đó thì bạn ấy lại đi một xíu nữa thì bạn ấy vấp ngay phải cái rìu làm cho bạn ấy đau điếng cái chân của bạn ấy. Nha. Rồi câu chuyện thứ ba là có một cái người tuyết nó đứng bên cạnh con hươu cao cổ, hoặc là chúng ta có thể là liên tưởng là có một cái ông người tuyết này đang thì cưỡi ở trên lưng một con hươu cao cổ. Thế là có một con lợn nó cũng muốn leo lên lưng của con hươu nhưng mà nó lên không được, cho nên nó lấy cái thang để nó leo lên ha. Đó. Rồi câu chuyện thứ tư là có một con cá mập khổng lồ nó từ biển nó đi vào trong bờ biển làm cho mọi người rất là sợ hãi. Nhưng mà khi con cá mập này nó há miệng ra ấy, thì nó bay ra một đàn bướm khổng lồ, và cái đàn bướm này lại mang theo một con thuyền từ bụng của con cá mập ra, và con thuyền này thì chở rất là nhiều tiền. Cô thấy dựa vào câu chuyện của Minh Nguyên. Các bạn thấy không? Các bạn nhớ được 4 câu chuyện này chưa? Nào, các bạn nhớ được 4 câu chuyện này chưa? Và mình đã nhớ được con số từ 00 đến 15 này đấy, nếu mà mình nhớ được nha. Rồi, bây giờ thì cô muốn hỏi các bạn là chúng ta có nhớ được các con số từ 00 đến 15 bằng hình ảnh chưa? Ai nhớ được rồi thì đánh vào ô chat cho cô số 6. Rồi, rất nhiều bạn luôn. Tuyệt vời quá. Rồi, bây giờ thì cô sẽ mời các bạn nha. Các bạn nào chúng ta nhớ được rồi, chúng ta hãy giơ tay lên. Và cô sẽ mời một bạn sẽ đọc
nhắm mắt và đọc các con số này nha. Cô xem là có bạn nào chúng ta mới không? Nào các bạn chúng ta mạnh dạn tự tin lên. À, Bảo Châu ơi, con thuộc chưa? À, Đặng Minh Châu, Đặng Thị Minh Châu, con thuộc chưa? Nào cô mời Minh Châu mở mic nha. Con có thể giao lưu cùng cô và các bạn nha. Xin chào cô và các bạn, con xin tự giới thiệu. Con tên là Đặng Thị Minh Châu, con học lớp 5A trường tiểu học Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, và ba từ để nói về con là hiếu thảo, trung thực và tự học. Con xin đọc từ 00 đến 15. 00 là quả trứng, 01 là không, 02 là trái tim, 04 là cái ghế, 05 là quả táo, 06 là quả ốc, 07 là cái rìu, 08 là tuyết, 09 là con qua cổ, 10 là con lợn, 14 là cái thuyền và 15 là túi tiền ạ. Rồi, Minh Châu ơi, con đã đọc số 11, 12, 13 chưa? Sao cô không dạ, con đọc. Đọc rồi ạ. Đọc rất là nhanh luôn. Mà cái đường truyền mạng của Minh Châu nó hơi bị chắc nó bị có vấn đề. Rồi, cô cảm ơn Minh Châu nha. Minh Châu đã đọc được thuộc các con số từ 00 đến 15 rồi đấy. Bây giờ thì cô mời một bạn khác nha. Nào, Thảo Nguyên ơi, Thảo Nguyên bật mic cùng cô nào. Thảo Nguyên có thuộc chưa? Thuộc sương sương cô. Thuộc sương sương. Bây giờ thì mình muốn là thuộc được hay mình nhớ được thì mình hãy từ từ nhá. Mình hãy nhắm mắt lại và mình liên tưởng câu chuyện nhá. Mình liên tưởng câu chuyện đến các hình ảnh để mình nhớ cái số đó với hình ảnh nhá, Thảo Nguyên nhá. Đây. Bây giờ Thảo Nguyên hãy cô sẽ không để nữa nè. Bây giờ cô mời Thảo Nguyên hãy đọc số tương ứng với hình ảnh của cô vậy. Chỗ nào không nhớ cô sẽ nhắc nha. Được cô đọc. 00 là quả trứng, 01 là cây dù bị lật ngược, 02 là... Con chỉ cần nói cây dù thôi được rồi, không cần lật ngược nha. 01 là cây dù. 02 là con vịt, 02 là trái tim, 04 là cái ghế, 05 là quả táo, trái táo, 06 là vỏ ốc, 07 là cái rìu, 08 là người tuyết, 09 là con câu cổ, 010 là con lợn, 01 ấy là cái số có hai chữ số rồi mình không đọc không nữa nhá, mình đọc 10, 11 ha. Rồi 11. Em bị liệu. 11 là cái thang, 12 là 11 là cái thang, 12 là là con 12. Con gì nó rất là hung dữ. 13 là con bướm, 13 là con bướm, 14 là cái thuyền, 15 là túi tiền. Rất là tuyệt vời. Đó, Thảo Nguyên đã thuộc cái đấy. Và mình sẽ nhập lại câu chuyện này nhá. Theo cái phương pháp, theo cái phương pháp lặp lại mà hôm nay cô hướng dẫn đi. Là chút nữa sau buổi học chúng ta lặp lại này, rồi ngày mai mình lặp lại là chắc chắn mình sẽ thuộc các bạn ạ. Rồi, cô cảm ơn Thảo Nguyên nha. Rồi, bây giờ thì cô mời Thùy Hương. Thùy Hương mở mic nha. Dạ. Rồi, con giới thiệu về mình một xíu nha. Dạ, con xin chào cô và tất cả mọi người. Con tên là Lê Nguyễn Thùy Hương, năm nay con 11 tuổi. Ba từ khó nói về con là trung thực, hiếu thảo và tự tin. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Rồi, rất là tuyệt vời, Thùy Hương giới thiệu rất là tự tin. Và Thùy Hương ơi, con hãy nhắm mắt và đọc cho cô các con số tương ứng hình ảnh từ 00 đến 15 nha. Dạ. 0 trứng, 1 dù, 2 vịt, 3 tim, 4 ghế, 5 táo, 6 vỏ ốc, 7 rìu, 8 người tuyết, 9 thư cơ cổ, 10 lợn, 11 cái thang,
12 cá mập, 13 bướm bướm, 14 thuyền, 15 tiền. Rồi, rất là tuyệt vời mọi người ơi, hãy vỗ tay thật to để khen bạn Thùy Hương nha. Thùy Hương cho cô biết là con đã chuyển đổi và học thuộc được bao nhiêu số rồi? Đâu rồi, Thùy Hương tắt mic rồi hả? Nào, con mở mic lên. Dạ, cô là con học được 99 số rồi cô. Trời ơi, 99 số rồi, giỏi thế. Vậy là các bạn chúng ta có học rồi ha, giỏi quá ha. Rồi, những bạn nào mà chúng ta chưa học ấy, thì chúng ta phải tích cực lên nha, để học nha. Để các bạn mà học thuộc hết các con số từ 00 đến 99 thì cô mới hướng dẫn cho các bạn chúng ta nhớ số ngẫu nhiên này. Các bạn chúng ta có thể là nhớ các cái ngày tháng năm sinh của các cái tác giả tác phẩm trong cái quá trình học tập của mình này. Rồi nhớ các cái sự kiện lịch sử có liên quan đến ngày tháng năm này. Bởi vì là các bạn biết không, trong quá trình mình học ấy thì các cái dữ liệu lịch sử này, các cái ngày tháng năm nó rất là nhiều, chúng ta rất có thể lẫn lộn. Nhưng mà khi chúng ta đã chuyển đổi mã hóa số thành hình ảnh rồi thì các bạn chúng ta vận dụng vào tạo thành cái liên tưởng này, sử dụng phương pháp liên tưởng kết nối kể chuyện để mình ghi nhớ những cái ngày tháng đó thì nó không bị nhầm lẫn các bạn nha. Nó liên quan đến cái sự kiện lịch sử đó thì nó không bị nhầm lẫn đâu các bạn ạ. Giúp cho chúng ta sẽ ghi nhớ rất là nhanh, rất là lâu, không bị nhầm lẫn, làm cho mình yêu thích học tập hơn nha các bạn nha. Rồi, em đi mà cô. Rồi, cô mời bạn em đi mà cô, hãy giơ cái tay lên. Bấm vào cái bàn tay màu vàng cho nó hiện lên ý, thì cô mới thấy được. Cái bạn em đi mà cô ơi đây nè. Em đi mà cô này là bạn này là có cái có cái tên là em đi mà cô, nhưng mà đánh vào phần ô chat cái gì ấy. Các bạn ơi, các bạn chúng ta hãy hạn chế chat nhé. Chat là khi mà cô yêu cầu chat hoặc các bạn chúng ta trao đổi về cái nội dung học tập hãy chat nha. Còn không thì chúng ta đừng có chat nha các bạn nha. Rồi, bây giờ thì cô mời các bạn chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp các cái số tiếp theo nhé. Rồi, các bạn chúng ta có muốn xả hơi không? Hãy đi lấy nước uống đi, cho các bạn 3 phút nha. Các bạn 3 phút là đi xả hơi nè. Cô đi uống nước nè, đi xả nước nè. Rồi, đứng dậy vươn vai, khởi động một xíu để cho nó khỏi mệt mỏi một xíu, cho nó khỏi mỏi lưng, mỏi mắt nha. Sau đó thì 3 phút sau chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp nha. Nhưng mà nào mà chúng ta không có đi á, thì các bạn cùng với cô chúng ta sẽ luyện não nha. Luyện não một xíu nè. Cô đang thì tập và luyện não bằng cái hoạt động đó là làm cái 6 x 5 thì 6 cho đại 6 x 5 đang đọc khoảng đang 6 chia cho 3 mà đi học là 6 x 5. 6 chia 3 đúng không? Ồ, bạn nào bật tiếng đi nhỉ? 6 chia 3 bằng 2. 2 viết 2 ở đây. Rồi, đang có bạn nào bật tiếng con hãy tắt tiếng giùm cô nha. Học thấy chưa? Rồi thì bây giờ thì các bạn chúng ta hãy có các bạn ơi, có bạn nào mà chúng ta đã luyện não bằng cái hoạt động đó là cần gạt xe chưa? Nắm tay lại nè, nắm tay lại như này nè. Hai bạn, các bạn nắm tay lại như này nè. Đó, bạn Thùy Hương á. Thùy Hương đã đang làm nè. Cô mời Thùy Hương có thể hướng dẫn cho các bạn dùng cô nha. Nào, cô mời Thùy Hương. Cô sẽ ghi bạn Thùy Hương để cho bạn Thùy Hương lên màn hình. Đó, Thùy Hương hãy chia sẻ giúp các bạn. Cô mời bạn Thùy Hương bật tiếng nè. Dạ cô, là đầu tiên mình đưa nắm tay này lên, nắm cái tay lại cái đã nè, nắm tay lại nè, nắm tay lại, đưa nắm này lên tay phải, bạn đưa ngón út của tay trái đúng không? Lên rồi, đưa sang phải, xong rồi mình đưa sang trái, đổi này, mình đổi qua, mình đưa ngón cái sang, nắm tay lại và đưa ngón trỏ sang đúng không? Dạ. Xe rồi sang tiếp tục. Nhưng mà mình cứ đổi. Đổi sang rồi sang đây, đổi qua.
Rồi sang bên phải đổi qua. Sang bên trái đổi qua. Sang bên phải chuyển tay. Sang bên trái chuyển tay. Chuyển tay, sang bên trái chuyển tay. Rồi, đó là mình đang tập rèn luyện cho bộ não và cái tay của mình ấy. Bên sau nhà mà làm cái này cô thấy nó hay bị lộn này, cô có mang tập ấy mà nó bị lộn đấy các bạn. Là do là mình cái bộ não của mình nó chưa được khỏe mạnh lắm ấy. Hai bán cầu não mình chưa đều nhau hết nhá. Nên là mình sẽ bị lộn. Còn nếu các bạn mà tập nó không có bị lộn nữa là cái bộ não của mình ấy là hai bán cầu não mình nó đều nhau rồi đấy. Nó điều khiển hai tay của mình khác nhau nhá các bạn nhá. Đó. Rồi các bạn chúng ta thực tập cho cô nào. Xem có bạn tập nhanh được không nào. Cô tập và cô cũng đang tập cái động tác này nè cho bộ não của mình khỏe mạnh ý. Nhưng mà cái động tác này cô thấy nó buồn cười lắm. Nó hơi bị líu díu á. Đó, nó bị lộn tay rồi. Rồi bạn Thúy Hương làm rất là giỏi luôn. Thúy Hương chắc là hay rèn luyện đúng không? Rồi, được rồi, các bạn chúng ta có rèn luyện chưa? Có thử làm chưa? Đó, bạn Nhật Anh cũng đang rèn luyện. Hai cái tay của mình khác nhau như thế là mình đang luyện não đấy nha. Đó, ví dụ thế. Ví dụ tay phải của mình là ngón cái đưa ra, tay trái là ngón út đưa ra ấy ạ. Sau đó thì mình lại chuyển qua tay trái, ngón cái đưa ra, tay phải ngón út đưa ra. Đó, như vậy là hai bàn tay của mình ấy, nó sẽ phải có hai cái hoạt động khác nhau nhá. Thì là nó mới là mình đang luyện não. Vì bộ não chúng ta ấy, nó điều khiển hai bán cầu não điều khiển chéo nhá. Thì các hoạt động của hai tay mình nó phải khác nhau nha. Đó. Đây. Tô Minh Nguyên. Nó cũng vui chứ. Minh Nguyên, cái trò đó là mình đang rèn luyện để mình thư giãn nè, mình tập thể dục cho bộ não ấy nha. Cho nên là rất là vui. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục học tiếp nha các bạn nha. Rồi, cô mời các bạn tiếp tục. Cùng cô tiếp tục học tiếp các con số tiếp theo. Rồi, số 16 là con ốc sên. Hình ảnh là con ốc sên. Số 17 là chúng ta chuyển đổi thành nốt nhạc. Số 18 là đèn giao thông. Số 19 là con chó. Số 20 là quả bom. Số 21 là đèn cầy. Bây giờ thì chúng ta hãy dùng cái sự tưởng tượng của mình liên kết tưởng tượng, sau đó liên kết các hình ảnh này tạo thành câu chuyện để ghi nhớ các con số tương ứng với hình ảnh từ 16 đến 21 nha các bạn nha. Rồi, cô mời các bạn. Rồi, cô mời các bạn, chúng ta sẽ cho các bạn một phút nha, suy nghĩ nha, để tạo câu chuyện nha. Rồi, ai có thể kể được câu chuyện? Bạn nào kể được câu chuyện thì các con hãy giơ bàn tay của mình lên nha. Để mình kể câu chuyện liên quan đến các con số từ 16 đến 21 nha. Nhiều bạn giơ tay quá. Rồi, các bạn chúng ta hãy mở cam lên nha. Những bạn nào mà muốn kể câu chuyện thì mở cam lên nha. Để cô thấy mặt của các bạn để cô gọi nha. Tự tin lên, mở cam lên. Đặng Cát Tường ơi, Đặng Cát Tường mở cam lên nha. Cô mời Đặng Cát Tường nè. Đây. Cát Tường ơi, con giới thiệu về mình đi. Thưa cô, em tên là Đặng Cát Tường. Hai điều nói với em là hiếu thảo và tự tin. Mọi người hãy cổ vũ cho Cát Tường nha. Rất là tuyệt vời. Cát Tường ơi, dạ. Con đã chuyển đổi được các con số đến số nào rồi? Thành hình ảnh tới đâu rồi? Cô là ta số 15.
Rồi bây giờ thì con có thể kể được câu chuyện liên quan đến những hình ảnh từ 16 đến 21 không? Dạ được. Rồi, tuyệt vời. Thưa cô là hôm nay em ra vườn thì thấy một con ốc sên đang bò trên lá và có một con dế mèn bên đang đánh đàn violon thì có những nốt nhạc bay lên. Sau đó em đi học thì có một cây trụ đèn giao thông có đèn màu đỏ. Sau đó em đứng lại thì thấy một con chó chạy qua. Sau đó em đến tiệm tạp hóa thì mua một viên kẹo có hình quả bom. Tối vừa thì nhà cấp điện nhà em lấy cây đèn cài ra đỡ thắp sáng. Rồi, câu chuyện của Cát Tường rất là hay luôn, có cái sự liên kết kết nối. Cát Tường chỉ cần là nhắm mắt lại mà mình đọc lại cái câu chuyện đó một lần nữa thì chắc chắn là Cát Tường sẽ nhớ được câu chuyện này. Sau đó thì mình sẽ truy xuất những cái hình ảnh trong câu chuyện này ra được những cái các cái con số tương ứng với hình ảnh này đấy. Cô cảm ơn Cát Tường nha, đã có một câu chuyện rất là hay. Rồi bây giờ thì cô mời Cát Tường tiếp tục suy nghĩ nha, rồi tí cô sẽ mời đọc các con số này nha. Bây giờ có thể nhắm mắt lại đọc con số này được không? Được tương ứng với hình ảnh trong Cát Tường. Cô là được. Được rồi, cô mời Cát Tường đọc thử nè. Thưa cô, số 16 là ốc sên, 17 là nốt nhạc, 18 là đèn giao thông, 19 là con chó, 20 là quả bom, 21 là cây nến. Rồi, đã thuộc rồi đó. Cát Tường cho cô biết là cái cách mà mình liên tưởng để mình kể chuyện ý, thì con thấy là cái việc mình nhớ các con số với hình ảnh này nó có dễ không? Cô là dễ. Dễ đúng không? Theo con thì nếu mà mình cứ đọc lặp đi lặp lại là 16 ốc sên, 17 nốt nhạc, 18 đèn giao thông, với lại cái cách mà mình tạo câu chuyện mình nhớ thì cách nào nhớ dễ hơn? Cô là tạo câu chuyện. Đúng rồi, tạo câu chuyện nó có sự liên kết. Sau đó thì khi mình nhớ thì mình sẽ tưởng tượng xem cái nội dung của câu chuyện nó đến đâu như thế nào thì mình sẽ nhớ được các con số đó với hình ảnh đó, đúng không? Yeah. Đó là một cái phương pháp siêu trí nhớ đấy, là phương pháp mà sử dụng cái bộ não của mình ý, song não đấy nhá, sử dụng song não cho nên mình sẽ ghi nhớ được nhanh hơn và lâu hơn. Cát Tường nha. Dạ. Yeah. Rồi cô cảm ơn Cát Tường, rất là tuyệt vời luôn. Chào cô. Rồi cô mời Cát Tường tắt mic dùng cơ nha. Cô mời một bạn khác nào, ai có thể kể được câu chuyện này để và hoặc là nhớ các con số từ 16 đến 21 bằng hình ảnh. Đâu, cô xem nào. Rất nhiều bạn giơ tay. Tuy nhiên thì có một số bạn giơ tay nhưng mà không mở mic nè. Cô mời Thảo Nguyên. Cô xin lỗi, mở cam chứ. Các bạn giơ tay phải mở cam lên nha. Cô mời Huỳnh Trúc Anh. Các bạn mở cam lên, cô sẽ gọi nha. Có một con ốc sên đang nghe nhạc và đi qua đường. Có một cái đèn giao thông thì có một con chó chạy qua, con chó sủa như quả bom nổ làm đắt đi cây nến. Có một con ốc sên. Câu chuyện của Trúc Anh hay quá. Trúc Anh ơi, con nhắm mắt lại và con đọc các con số tương ứng với các hình ảnh này được không? Dạ được. Con nhắm mắt lại con đọc nha. 16 ốc sên, 17 nốt nhạc, 18 đèn thông, 19 con chó, 20 quả bom, 21 cây nến. Rồi, tuyệt vời quá. Rồi, như vậy là các bạn chúng ta đã nhớ được các cái con số chuyển đổi thành hình ảnh này chưa? Ai nhớ rồi thì các bạn chúng ta sẽ đánh vào ô chat cho cô số 6 đi. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang ghi nhớ tiếp các con số tiếp theo nha. Hay quá, Hương Giang rồi, Thảo Nguyên rồi, Hoàng Kim. Rồi, Hoàng Kim tí cô sẽ gọi nha. Nhớ là Hoàng Kim tí giơ tay lên nha. Cho nó lên mặt trước màn hình để cô gọi nha. Rồi, bây giờ thì cô sẽ mời các bạn chúng ta sẽ chuyển sang cái câu chuyện tiếp theo. Đó là 22, con chim thiên nga. 23 là con tông. 24 là con sóc, toàn con thôi các bạn ạ. Nó dễ bị nhầm lẫn đấy. 25 là cái cần cẩu.
26 là con gà trống, 27 là con chuột, 28 là thỏ và cà rốt, 29 là chuột máy tính. Đó, đây là những hình ảnh, những con số tương ứng với hình ảnh. Và nó có, nó là các con vật ý. Cho nên là đôi khi nó cũng hơi bị nhầm lẫn. Tuy nhiên thì các bạn lưu ý cho cô nha. Mình liên tưởng là cái con số 2 này là nó giống với con chim thiên nga ấy. Thì 22 các bạn nhớ ngay được hai con chim thiên nga nó đang quay vào nhau nè. 23 ấy, thì là cái số 3 nó là cái đuôi con công ấy, rất là đẹp nha. Đó. 24 nè là cái số 2 nó là đuôi của con sóc. Đó. Còn 25 là cái cần cẩu, nhớ ha. Rồi, bây giờ thì mình hãy liên tưởng và kết nối kể câu chuyện liên quan đến từ con số 22 đến 29 nha. Trời ơi, sao mà các bạn cũng nhanh thế, đã giơ tay rất nhiều rồi. À, như vậy là các bạn đã kể được chuyện rồi đó hả? Giỏi thế nhỉ? Quá trời các bạn giỏi luôn. Rồi, cô chào các bạn, nó là một phút để suy nghĩ nha, câu chuyện nha. Sau đó thì cô sẽ mời các bạn. Bạn nào mà tự tin thì hãy đánh vào ô chat cho cô là con, để cô sẽ mời nha. Bạn nào tự tin kể Thảo Nguyên, rồi Thảo Nguyên, rồi Hữu Quân luôn, rồi Nhật Anh luôn, hay quá. Rồi, cô mời Thảo Nguyên. Đâu rồi, Thảo Nguyên đâu rồi? Đây, cô mời Thảo Nguyên bỏ mở mic. Chưa nghe thấy tiếng Thảo Nguyên ơi. Con mở lại mic đi. Rồi, alo, con nghe chưa cô? Ừ, rồi, con nghe rồi. Em kể nha cô. Ừ. Em đang coi một bộ phim Thế giới động vật, em thấy con thiên nga. Xong kế tiếp chuyện cảnh thì em thấy con công, tiếp theo thì em thấy con sóc, gần đó thì em thấy một cái cần cẩu đang khoe một cái vật gì đó. Rồi chuyển cảnh tiếp thì em thấy một con gà trống. Rồi chuyển cảnh nữa thì em thấy con chuột, gần đó có một con thỏ đang ăn cà rốt. Em lỡ nhấc chuột và nó văng màn hình. Thế là hết. Rồi, rất là hay. Cô thấy câu chuyện của là có cái sự tưởng tượng là đang xem cái chương trình động thế giới động vật đi thì rất là hay rồi đấy. Tuy nhiên ấy thì Thảo Nguyên cũng có chút con đấy, giữa liên kết giữa thiên nga và con công nó chưa có sự liên kết với nhau. Cho nên nếu như con truy xuất ấy thì con sẽ bị quên lắm, con không biết là con đang nói về con thiên nga rồi tới con gì đâu nha. Cho nên mình phải kể làm sao liên tưởng làm sao để cho các con vật nó liên quan đến nhau nha. Và cái chỗ phần kết thúc thì cô thấy rất là hay, đó là đụng vào cái con chuột máy tính thì cô thấy là câu chuyện nó hay ở chỗ cái mở đầu và cái kết thúc đó. Tuy nhiên thì mình phải mình phải là liên kết các cái con vật với nhau ấy thì mình sẽ nhớ hơn. Ví dụ là con có thể kể là em đang thì xem trên TV một chương trình thế giới động vật này, có hai con chim thiên nga nó đang thì múa rất là đẹp. Thế thì tự nhiên có một con công nó chạy tới, nó đánh cái con chim thiên nga. Ví dụ thế thì các bạn mới nhớ được cái câu chuyện nha. Chứ mình cứ chuyển cảnh thì mình bị nhầm lẫn, không biết là mình chuyển cảnh đấy con nào nha. Thì mình có thể tưởng tượng là có hai con chim thiên nga nó đang thì chơi với nhau, nó đang múa thì bỗng nhiên có một con công tới, và con công nó tới nó phá hai cái con chim thiên nga này nha. Và khi nó đang đến nó đánh nhau thì có cái con sóc nó lại nó can chẳng hạn, ví dụ thế, con sóc nó lại nó can, thế là can hoài không được, thế là cuối cùng ấy người ta phải mang cái cần cẩu đến để người ta cẩu các cái con vật này đi đó. Cô ví dụ như thế ha. Đó thì những mày vịnh mình phải có liên kết các cái hình ảnh với nhau ấy thì tạo thành câu chuyện mình mới nhớ được nó ha. Rồi bây giờ thì cô sẽ mời một bạn khác, chúng ta sẽ kể câu chuyện của riêng mình. Thảo Nguyên cũng đã tạo được câu chuyện nhanh, rất là nhanh rồi đấy. Tuy nhiên thì mình nên liên kết nha các bạn, vì mình mới học cho nên có thể mình chưa có sự liên kết nhé. Rồi, bạn nào đây nhỉ? Nào, cô xem nào, bạn nào tự tin nào. Cái bạn em đi mà cô này thì phải mở màn hình lên cho cô xem.
cô thấy mặt thì cô mới gọi chứ. Ngọc Mai ha, Ngọc Mai là lừa cô ha, rồi Ngọc Mai thì giỏi rồi, cho nên là cô rất là khen Ngọc Mai. Tuy nhiên thì cô sẽ mời những bạn mới nhé để chúng ta thể hiện khả năng của mình nhá. Chứ Ngọc Mai thì giỏi rồi, Ngọc Mai nhớ học lâu rồi nhá. Rồi bây giờ cô mời một bạn nào, cô mời Hữu Quân đi. Hữu Quân đâu rồi? Hữu Quân cũng mới đấy. Mời Hữu Quân. Dạ. Đợi từ từ em đi đóng cửa lại đã, ngoài kia ồn quá cô. Rồi. Mời bạn. Các bạn chúng ta chờ Hữu Quân một chút xíu nha. Dạ thưa cô, câu chuyện của em là có một cặp thiên nga đang hội đồng con công vì dám làm cho tình cảm của hai con công vỡ nát. Con sóc thì đang đứng trên cái cần cậu chứng kiến toàn bộ mọi việc. Con gà trống và con chuột thì đang đánh nhau nhưng cũng bị cuốn hút bởi trận đánh lộn của cặp thiên nga và con công. Con thỏ thì ngồi ăn cà rốt, ước xem phim drama và lúc đấy thì có một người trích camera để xem toàn bộ sự việc ạ. Câu chuyện rất là hấp dẫn. Hoàng Quân, Hữu Quân có một cái sự tưởng tượng rất là tuyệt vời luôn, rất là hay. Đó là cái sự sáng tạo he, và giúp cho mình nhớ được câu chuyện nó được cả lâu hơn ha. Rồi cô cảm ơn Hữu Quân đã có một câu chuyện rất là tuyệt vời. Rồi bây giờ thì cô sẽ mời một bạn nhá, sẽ đọc các con số tương ứng với hình ảnh, chứ mình không kể chuyện nữa nha, vì chúng ta không còn thời gian, cho nên là chúng ta sẽ đọc các con số tương ứng với các hình ảnh nha. Rồi ai nào, ai có thể đọc được? Cô mời bạn làm, bạn đang giơ tay, bạn gì đây mà nó bị ẩn? Bạn Minh này, bạn Nhật Anh, cô mời Nhật Anh nhé. Đọc từ số 22 đến số 29 đó cô. Đúng rồi, con nhắm mắt đọc từ số 22 đến số 29 nha. 22 thiên nga, 22 thiên nga, 23 con công, 24 con sóc, 25 cành cẩu, 25 cành cẩu, 26 là cành cẩu, 26 gà trống, 26 gà trống, 27 con chuột, 28 thỏ và cà rốt, 29 là chuột máy tính. Rồi, rất là hay. Cô cảm ơn Nhật Anh nha. Nhật Anh đã thuộc tới số 29 rồi đấy. Các bạn chúng ta cũng nhớ được số 29 rồi nha. Cô cảm ơn Nhật Anh. Rồi, bạn nào có thể là đọc được các con số từ 00 đến 30 nha. Ai có thể đọc được các con số từ 00 đến 30 nè? Nào các bạn ơi, cô mời Khánh An mở mic, quên mở cam lên nhá. Nào ai có thể đọc được các con số từ 00 đến 30? Nào các bạn ơi, các bạn ở khúc dưới mình không có mở cam đây này, các bạn hãy mạnh dạn tự tin lên mình đọc đi. Mình đọc một lần đi là chúng ta thuộc luôn ấy. Cho nên là chúng ta phải chịu giơ tay lên nha, chịu đọc bài, chịu tương tác nha. Chứ không là mình sẽ không thuộc được đâu. Mà Lê Hoàng Anh nè, cô mời Lê Hoàng Anh là bạn nào đây, mở cam lên đọc cho cô nhé, mở mic lên nè. Lê Hoàng Anh. Lê Hoàng Anh đâu rồi? Cô mời Gia Lâm. Cô mời bé Gia Lâm. Bé Gia Lâm mở mic lên. Dạ. Yeah. Rồi, con thuộc các con số chuyển đổi thành hình ảnh từ 30, từ 00 đến 30 chưa? Dạ rồi. Rồi, con hãy đọc các con số tương ứng với hình ảnh rồi cho cô với các bạn cùng nghe nhé. 00 chứng 01. 01 là dù, 02 con vịt, 03
tim không trái tim không bốn uống ghế không năm táo không sáu ốc vỏ ở không bảy rìu không tám người tiếc không chín thu cao cổ uống mười heo 11 than 12 cá mập 13 bướm 14 thuyền 15 tiền 16 ú ốc sên 17 nút nhạc 18 đèn giao thông 19 chó 20 bơm 21 nến 22 thiên nga 23 con công 24 sóc 25 cần cẩu 26 gạch trống 27 là con chuột 28 28 con thỏ con thỏ và củ cà rốt 29 chụp máy tính 30 túi ở mặt trời em coi hết. Rồi, cô cảm ơn Gia Long nha. Gia Long rất là giỏi luôn, đã thuộc được các con số từ 00 đến 30 chuyển đổi thành hình ảnh rồi đấy. Các bạn ơi, các bạn hãy vỗ tay thật to để mà cổ vũ động viên cho Gia Long nha. Rồi. Bạn Hoàng Kim, Hoàng Kim bảo là sao quả bắn quân nhiều thế nè. Cô mời Hoàng Kim, Hoàng Kim ơi. Hoàng Kim Hoàng Kim. Hoàng Kim cho câu hỏi nè, con bật tiếng lên nha. Cho câu hỏi là con đã thuộc các con số chuyển đổi tới bao nhiêu rồi? Nói đi, cô hỏi đi, cô hỏi đi. Hello cô, chào cô đi. Con chào cô. Hoàng Kim giới thiệu đi, con học lớp mấy? Con 5 tuổi, con học lớp lá. Trời ơi, giỏi quá. Rồi, Hoàng Kim, con có biết chuyển đổi số thành hình ảnh chưa? Dạ biết. Con đổi tới số bao nhiêu rồi? Con đọc từ 1 đến 30. Tôi đọc đến 30. Rồi, bây giờ thì cô mời Hoàng Kim hãy đọc cho cô từ chuyển đổi số từ 00 đến 10 thôi nha. Rồi, cô mời Hoàng Kim ạ. Không chứng. Số 0 quả trứng, số 1 cái chuột, số 2 con vịt, số 3 trái tim, số 4 cái ghế, số 5 quả táo, số 7 cái gì? Số 6 số 7 cái gì? Số 8 người tiết, số 9 con heo cỏ, số 10 con heo. Hay quá, giỏi quá. Một bạn nào mới 5 tuổi thôi nhưng mà rất là tự tin. Đọc 15 luôn ha. Cô ơi đọc 15 luôn. Con đọc số 15 luôn cho cô nghe. Rồi, cô sẽ cho Hoàng Kim đọc tiếp tới số 15 nha. Số 11 nè, cô hỏi Hoàng Kim này, số 11 là gì nè? 11 là cái 2. 12. 12 là con cá mập. 13 là con bướm. Đúng không? Cái gì? 15. Cứ tiền. Đó là đố Hoàng Kim này, 17. 17. Nấm nhạc. Giỏi quá ta. 18. 18 thì giao thông. 20. 20 giao thông. Giỏi quá, Hoàng Kim giỏi quá, Hoàng Kim hồn rất là giỏi luôn. Cô đọc lộn xộn mà vẫn thuộc luôn. Đây, cô tiếp theo Hoàng Kim nha. Các bạn thấy Hoàng Kim giỏi không? Đó, thì các con hãy rèn luyện nha, mình đọc cho nó thuộc các con số và chúng ta sẽ phải đọc theo cái số kiểu ngẫu nhiên như thế, là có nghĩa là mình có phản ứng nhanh với các con số rồi thì sau này ấy mình ứng dụng vào việc học tập của mình nó rất là tốt nha. Đó. Cô cảm ơn Hoàng Kim, cô cảm ơn các bạn. Như vậy là buổi học ngày hôm nay chúng ta sẽ học 30 số nha các bạn nhé. Cô mong là các bạn chúng ta sẽ ôn lại nè theo 5 bước mà cô đã bước ôn tập mà cô đã hướng dẫn đầu giờ nha. Học cho thật là trôi chảy nhuần nhuyễn nè. Rồi những bạn nào chúng ta có thời gian chúng ta tiếp tục học các con số tiếp theo nha. Và cái buổi học ngày hôm sau ấy, thì cô sẽ hướng dẫn cho các bạn là
cái phần tiếp theo này các bạn tự học nha. Buổi học ngày hôm sau cô hướng dẫn cho các bạn học về hành trình nha và ứng dụng công thức hành trình. Đó. Thì các bạn chúng ta cố gắng nha, chúng ta rèn luyện nha. Bây giờ thì cô mời các bạn mở cam lên cuối giờ và các bạn cùng cô chụp một tấm hình lưu niệm nào. Các bạn ơi, các bạn hãy mở cam hết lên nha để cùng để chụp với cô một tấm hình nha các bạn. Nào mở cam lên, mở cam lên, cười thật tươi lên, thật xinh lên. Nào. Hay quá, hay quá. Rồi đúng rồi, các bạn chúng ta có thể là thả tim nè, bắn tim nè, hay là làm một trái tim thật to nè. À, tặng cô nha. Rồi cô sẽ chụp hình các bạn là để làm lưu niệm nè. Rồi một tấm, chờ cô một chút xíu nha. À, để cô gửi hình xong chúc cô chụp cái tấm tiếp theo. Rồi chưa đâu, các bạn cười lên, cười lên dùng câu nào, mở cam lên các bạn ơi, mở cam lên nào, cười tươi lên. Cười tươi lên, 1, 2, 3. Rồi, tấm thứ 2. Rồi, một tấm nữa nha các bạn nha. Rồi, một tấm nữa nè. Các bạn chúng ta hãy là cười thật tươi, ngồi thẳng lưng lên, ngồi thẳng lưng lên các bạn. Thẳng lên lên, cười thật to, bắn tim. Đằng cắt tường không mở cam nè. Bị điên thui thù lùi nè. Rồi. Rất là tuyệt vời, cảm ơn các bạn nha. Rồi, bây giờ thì cô chúc cho các bạn ngủ thật là ngon, mơ thật là đẹp nha. Và học tập thật là đẹp. Em giúp cô ngủ ngon. Con chào cô. Con chào cô. Con chào cô. Con chào cô. Chào cô.